Thưa quý vị và các bạn, Internet of Things hay Internet vạn vật là khái niệm đã trở nên khá quen thuộc trên thế giới và sẽ trở thành xu hướng công nghệ của tương lai. Nắm bắt được điều này, nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam đang tích cực chuẩn bị các giải pháp và công nghệ để không nằm ngoài xu hướng chung. Đây là thông tin được chia sẻ tại Ngày Internet Việt Nam Internet Day 2015 với chủ đề Internet of Things do Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức sáng ngày 19 tháng 11 tại Hà Nội. Đây là sản phẩm ngôi nhà thông minh do công ty BKV triển khai trên nền IPv6, một minh chứng về xu hướng Internet of Things, Internet của vạn vật. Ưu điểm rõ nét nhất của công nghệ này chính là sự tương tác giữa con người với các thiết bị, đồ vật trong nhà thông qua môi trường mạng như điều khiển đóng mở cửa, bật đèn, TV hay tự động chăm sóc cho vật nuôi. Cái việc điều khiển các thiết bị ngôi nhà bây giờ nó không cần thiết phải dùng đến VPN cũng như là NAT để chạy IP nữa, bởi vì địa chỉ IP từng thiết bị có thể được đánh địa chỉ cái không gian khổng lồ như vậy. Do đó cái việc điều khiển ngôi nhà ví dụ như là dùng smartphone hay tablet thì nó không cần thiết phải dùng các cái công cụ hỗ trợ, và nó cho phép là gì, là kết nối của ngôi nhà trở nên thường xuyên hơn và cho phép là điều khiển mọi lúc mọi nơi, rất thuận tiện cho người sử dụng. Không chỉ có BKV, hiện nay nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam đang nghiên cứu các giải pháp để đón đầu xu hướng Internet of Things như tập đoàn FPT, VNPT, Microsoft, Qualcomm. Tại hội thảo Ngày Internet Việt Nam 2015 diễn ra ngày 19 tháng 11, ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam cho biết, xu hướng Internet of Things sẽ đem lại cơ hội chưa từng có cho tổ chức, doanh nghiệp. Dự đoán xu thế này sẽ mang lại các giá trị tương đương 19.000 tỷ đô la Mỹ trong vòng 10 năm tới. Hiện nay có khoảng 8 tỷ các thiết bị kết nối Internet, nhưng đến năm 2020, con số này sẽ tăng gấp 10 lần. Cái hiệu quả do ứng dụng đem lại cho đời sống kinh tế xã hội, nó còn đem lại lợi ích lớn hơn nhiều. Và cái tác động, cái tương tác của môi trường lẫn nhau, tương tác của môi trường với con người, nó sẽ đem lại một cái giá trị hiệu quả trong cuộc sống lớn hơn gấp bội. Và đồng thời thì với Internet of Things chúng ta còn có cơ hội cả bên ngoài Việt Nam. Cũng theo ông Liên, với Internet of Things, doanh nghiệp Việt còn có cơ hội rất lớn từ thị trường nước ngoài. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ gặp không ít thách thức. Thì cái thách thức của chúng ta ở đây ấy, thì nó sẽ là, người thường thì người ta nói là đầu tư và tiền. Nhưng thực ra cái thách thức thật ở đây ấy, là cái bước, cái cách đi. Mà cách đi này ấy, nó không còn là cách đi của riêng từng doanh nghiệp nữa, mà nó là cách đi của cả một cộng đồng Internet và cả một cộng đồng công nghiệp công nghệ thông tin. Theo nhiều ý kiến, khi đẩy mạnh xu hướng Internet of Things, số lượng các thiết bị công nghệ liên quan đến Internet tăng lên, song Việt Nam cần đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn thông tin. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng cần đẩy mạnh phát triển mạng lưới Internet, đặc biệt là triển khai nhanh công nghệ IPv6 để cung cấp địa chỉ cho người dùng.